ông tên Moji. Chúng tôi có đầy đủ mọi thứ, từ nhà lầu, ô tô đến cái kim khâu. Bán cho tôi chục ống kim tiêm. Ông này hay thật, kim tiêm thì ông phải sang cửa hàng bán thuốc tây bên kia chứ. À không, thằng con trai tôi ở dưới đó, tôi muốn gửi xuống đó một ít cho nó dùng.